kết hợp điều khiển với cái CB chống giật giật bãi nè, khởi động từ giật bãi và một cái remote điều khiển từ xa ha. Motor 3HP và cái đầu T30 ti sứ của Hyundai ha. MP12 ha. Motor này MP khá là tốt. Phát đấy. Phát đấy. Dạ em xin chào tất cả quý bà con, mình đã quay lại với kênh YouTube của Thành Thịnh Động Cơ em nha. Dạ rồi, thì tiếp tục hôm nay thì em lại lên một video mới. Thì em giới thiệu đến tất cả quý bà con mình những cái hộp điện bộ điều khiển với bà con. Dạ thì thời điểm hiện nay thì em thấy quý bà con mình sử dụng những cái bộ điều khiển như thế này rất là nhiều bà con. Đó, mình muốn ngắt mở từ xa để bảo vệ dây xịt của mình, bảo vệ thiết bị điện của mình, cũng như là tiết kiệm điện cho mình trong quá trình phun xịt đó. Nhiều khi mình kéo dây thời gian nó dài á, thì để motor mình nó chạy hoài thì nó sẽ rất là hao điện á, hoặc nó có thể ảnh hưởng tới đầu nén cũng như là dây xịt của mình khi mà mình phun xịt một mình á, hoặc là nhiều khi mình đang phun xịt mà nó bị sự cố đường ống á, mình phải chạy lại tới nơi mà motor đang hoạt động mình tắt á, thì nó rất là bất tiện ha. Dạ thì để khắc phục được cái việc mà bất tiện đó thì gần đây quý bà con mình hay sử dụng những cái remote điều khiển từ xa để mình ngắt mở motor từ xa khi mà phun xịt một mình, để nó an toàn hơn, nó hiệu quả hơn trong quá trình phun xịt, nó tiết kiệm thời gian á. Nhưng mà nhiều khi mà mình lắp những cái điều khiển như này nè mà mình lắp không có chung với khởi động từ á, thì cái bộ điều khiển mình sử dụng nó không có bền theo thời gian. Khi mình sử dụng những con motor công suất lớn á, từ 2HP, 3HP hoặc là lớn hơn á, thì làm cho cái hộp remote điều khiển mình nó sẽ không có bền, vì điện nó chạy trực tiếp qua thì nó sẽ không có bền theo thời gian với con. Để cho cái bộ điều khiển mình nó bền hơn á, thì hôm nay bên cửa hàng Thành Thịnh có lắp đặt cho quý bà con mình những cái bộ điều khiển lắp trong cái hộp như thế này luôn, nó để nó hoạt động bền hơn và nó an toàn hơn quý bà con đó. Thì trước mắt quý bà con mình hiện tại thì em đang soạn ra nè để test cũng như là đóng gói kỹ lại trước khi gửi tới quý bà con mình á. Thì đây nó có 3 dạng quý bà con đây, thì em sẽ đi chi tiết cũng như báo giá từng loại nhé, để cho bà con mình ai có nhu cầu sử dụng những cái bộ điều khiển từ xa như thế này á, thì có thể liên hệ em ha. Rồi thì ở đây em có lên được 3 dạng đó. Bộ điều khiển thì bên em có 2 loại với con, nó hộp lớn và hộp nhỏ. Thì bây giờ em sẽ quay sơ từng loại cho bà con tham khảo ha. Đây là cái bộ điều khiển hộp nhỏ nè. Cái hộp nhỏ này thì em sử dụng một cái CB Nhật Bãi ha, 30 A nè, và một cái khởi động từ Nhật Bãi luôn nha, và một cái cụm điều khiển mới này. Trên đây nó có remote luôn ha, có remote sẵn cho mình, thì có anten gút luôn ha. Nó nếu bà con mình ở xa thì gút anten nó sẽ bắt sóng tốt hơn ha. Đó, thì cái bộ điều khiển này thì mình sử dụng trong phạm vi là 1 cây số ha. Thì 1 cây số nhưng mà mình tính vật cản với con, nhiều khi là trong tường á, hay là những cái khoảng cách xa mình vướng cây có các kiểu, thì an toàn nhất là vẫn từ 500m trở lại là ok nhất với con. Đó. Thì ở trên đây em sẽ lắp cho quý bà con mình một cái CB nè, 30 A. Thì CB là CB Nhật Bãi nha. Thì đây đa phần là em lắp hàng Nhật Bãi thôi, chỉ có cái hộp điều khiển là hàng mới. Còn giống như là CB và khởi động từ là em lắp hàng Nhật Bãi ha. Thì nó đến từ cái những cái thương hiệu như là National hay là Panasonic ha. Đó. Thì nó có nhiều thương hiệu với con, như thế này nè. Cái này National ha. Còn cái này là Panasonic nè. Nó thì dòng 30 A nha, là hộp điều khiển nhỏ. Thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có một cái khởi động từ, một cái CB và một cái cụm điều khiển và một cái remote nha. Và em sử dụng một cái hộp điện rất là ok nè. Đây. Cái hộp điện này thì nó bảo vệ cái những cái thiết bị bên trong cho quý bà con mình nó không bị nước vô quá, thì nó sẽ bền, nó sẽ an toàn cái những cái thiết bị bên trong hơn đó. Và cái hộp điện này nó có ron ha, có ron cách nước khá là ok nè. Đây bà con, cái phần đây là phần ron nha, nhưng mà con mình đóng lại ha. Đó, mình có thể khóa luôn ha. Đây mình làm một cái ổ khóa nhỏ mình móc luôn ha. Và trên đây em có làm điện sẵn hết rồi. Đó, một đường vào một đường ra thôi. Thì bà con mình chỉ việc đây nè. Cái đường vào thì bà con mình đấu trực tiếp vào điện của nhà mình á. Còn cái đầu ra là quý bà con mình dẫn ra motor ha, hoặc là dẫn ra thiết bị bơm nước gì đó. Thì mình phải đứng từ xa mình điều khiển được ha. Để là mình vẫn on nè. Thì nó sẽ bật thiết bị, và mình nhấn off thì nó sẽ tắt thiết bị.
thì nó sẽ không qua cái khởi động từ này, thì sẽ bảo vệ cái cục này nó sẽ bền hơn. Ngày xưa thường thì mình sẽ lắp này trực tiếp vào motor luôn, nhưng mà thời gian dài nó sẽ dễ bị hư con này hơn. Đó, giờ mình thông qua con khởi động từ nữa thì cái con này làm việc rất là nhẹ ha, nó không có ảnh hưởng gì cả, nó sẽ rất là bền, nó tránh được cái việc mưa gió nữa. Thì ngoài ra bên em còn có một cái hộp lớn với con, cái hộp này thì em nâng cấp hơn nữa ha. Tại vì hiện tại quý bà con mình sử dụng cái điện á thì hay lo sợ cái vấn đề mà chạm mát nữa thì nó rất là nguy hiểm cho mình sử dụng á, thì để khắc phục được cái việc mà sợ mà điện giật, điện chạm, điện mát gì đó thì em lắp cho quý bà con mình thêm một cái CB chống giật á, cũng 30 A nha, hàng Nhật Bản luôn nha. Thì bà con biết là hàng Nhật Bản thì chất lượng nó rất là ổn định rồi con, rất là ok, nó bền hơn hẳn so với những cái hàng mới á. Đó, hàng mới đó, đối với những cái hàng mới mà hàng có thương hiệu thì mình không nói, còn đối với những cái hàng mà rẻ tiền, những cái hàng trong nước hay là những cái hàng gì đó thì hàng Nhật Bản nó vẫn chất lượng hơn nhiều nhé. Này, thì trên đây vẫn là một cái con CB chống giật nè. Thì CB chống giật thì nó có nhiều loại với con ha. Này, thì những cái con này thì đều đã được kiểm tra hết với con, được đều kiểm tra hết trước khi gửi với bà con mình và đấu điện một cách bài bản hết ha. Nó thì cái hộp này thì nó có 4 chi tiết nè, một là cái CB chống giật nè ha, hai là cái khởi động từ, khởi động từ này thương hiệu Fuji nha, còn một cái cụm điều khiển Hornet ha, và một cái ổ cắm với con. Nó thì bên đây em cũng đấu điện sẵn nè, vào và ra ha, bà con mình chỉ về là gắm điện nguồn vô nè. Còn bên đây thì mình dẫn ra cái thiết bị mình cần sử dụng đó, rồi mình cứ việc mình treo cái hộp lên thôi, và mình cầm remote ngoài nè, mình bấm on off là mình phải là tắt mở ha. Nếu mà ở xa để bắt sóng mà tốt hơn á, quý bà con mình kéo cái anten lên đấy thì nó sẽ bắt sóng tốt hơn. Đó, đây là hai cái hộp điều khiển sử dụng khởi động từ á. Đó, thì để cho bà con mình dùng trong phun xịt á, những con motor từ 1 HP, 1.5 HP hoặc là 3 HP đều sử dụng được hết á. Tại vì em mê những cái con này thì em chọn những cái CB toàn là 30 A trở lên không à, nên cái việc mà những con motor mà phun xịt cho bà con mình thì tầm 3 người là cũng hết mức rồi bà con, 3 người là ok ha. Rồi, còn cái hộp thứ ba nữa thì em muốn giới thiệu với bà con mình là cái hộp có cái gờ le ngắt để bà con mình khi mà bơm nước á. Đây là cái phao ngắt tự động nè, thì những cái thiết bị này em hay lắp trên những cái dàn bơm nước mà sử dụng motor với con. Đó, thì quý bà con mình ai ở vườn á mà lắp đặt những cái bộ hệ thống mà bơm tự động nè, để chắt nước sầu riêng khi mình xử lý nghịch mùa đó, thì cái phao này nó có tác dụng á, là khi mà nước nó đầy á thì cái phao mình nó sẽ nổi hoặc chìm nè, thì mình lắp vô motor đúng không con, khi mà nước nó đầy thì cái motor mình sẽ tự chạy tự bơm, và khi bơm tới một mức nào nó đủ mình quy định á, thì nó sẽ ngắt, nó đầy chạy cạn ngắt. Hoặc là bà con mình có thể là đấu cái hộp điện này lên trên những cái bồn mà nước trên lầu á để nó chạy ha. Ví dụ như nước đầy thì nó ngắt và nước cạn thì nó chạy, thì nó sẽ ngược lại ha, tùy theo mình lắp đặt nhé. Đó, quý bà con mình cứ báo em là lắp đặt là bơm nước chắc nước hay là bơm nước trên lầu trên bồn rồi đó, thì em sẽ đấu cho đúng cách của bà con mình ha. Thì nó gồm là một cái khởi động từ Fuji nè, một cái gờ le ngắt nè, nó và hai cái phao ha. Đó, cũng sử dụng một cái hộp điện mà chống nước luôn. Đó, cái hộp điện này thì rất là ok nha, nhựa rất là tốt luôn và có ron chống nước cả. Đó, thì ở trên đây em cũng làm hai đường điện nè, điện vô điện ra nè. Thì trước đó bà con mình mua những cái phao rồi á, thì hay thắc mắc là hay hỏi em nhất là cái việc mà đấu cái phao nó như thế nào để cho motor mình nó chạy, thì nó rất là lộng cộng đó con. Còn hơn đối với cái hộp điện này thì em sẽ làm đầy đủ hết rồi. Đây, thì đây bà con mình chỉ việc là cấp nguồn thôi, cấp nguồn cho cái hộp này là mình gắm vô điện nhà. Còn cái đường ra này á, em đánh dấu vô ra hết nè, thì đường ra này quý bà con mình chỉ việc đấu vô cái motor thôi nhé là xong, nó rất là thuận lợi, rất là dễ dàng luôn. Đó, ví dụ như cái hộp này bà con mình lắp trên cái con motor mà có dàn lắp bơm khoảng 2 mét mấy á, thì bà con mình chịu khó lắp giúp em tầm khoảng 5 mét dây, thì đầu này bà con mình lắp 5 mét dây nè, mình dẫn tới motor ha. Rồi xong cái hộp này á, quý bà con mình lấy một cái cây mà chắc chắn á, mình cặm giữa cái ao, cho bắt đầu mình treo này lên. Nó mình treo này lên, nhớ nhớ là treo giúp em là cách xa cái đầu bò khoảng 1 mét nha, đầu bò mà bơm á, tại vì mình bơm mà gần quá thì cái sợi dây này nè, nó chứa hai cái phao nè, nó sẽ dễ hút hai cái phao này vào cái đầu bò, nó sẽ đứt dây ha. Nó thì quý bà con mình lưu ý là khoảng 5 mét,
và cách xa cái đầu bơm ra khoảng 1 mét. Còn đối với cọng dây điện màu xanh này là dây điện dẫn vô mà cái ổ nguồn bà con mình ấy, thì mấy mét thì tùy cái khoảng cách ha, còn riêng cái này là tốt nhất là 5 mét. Rồi thì trên đây nó có một cái chỗ cho bà quý vào bắt nè, ví dụ mình cầm một cái cây, đây là một cái bát nè để mình bắt vô nó, hoặc là mình có thể là khoan bà con đây nè, mình có thể là khoan những cái lỗ nè mình bắt ha, cho nó chắc chắn. Trên đây nó có những cái lỗ sẵn nè, mình còn khoan vào bắt luôn thôi, thì mình treo nó mình đóng rồi ha, thì nước nó sẽ không có vô được luôn, thì nó rất là an toàn. Và đặc biệt á, những cái dàn bơm nước á, khi mình sử dụng trực tiếp một cái cục phao này không, gọi là không á, thì nó sẽ phá liên tục với con, nhiều khi con motor mình nó không có ổn định á, hoặc là những con motor công suất lớn á, thì cái này nó hư liên tục luôn đó. Thì mình lắp chung với khởi động từ này á, thì cái con khởi này nó sẽ bảo vệ cục này ha, làm cho con này làm việc rất là nhẹ nhàng, rất rất là bền luôn nha. Nó cho dù quý bà con mình sử dụng cái con này rẻ tiền hay mắc tiền hay những cái dòng bình thường thôi thì nó cũng rất là bền, tại vì con này nó sẽ gánh anh, nó bảo vệ con này hết ha. Nó cái chuyện gì khó khăn con này đã lo hết, nên cái việc mình sử dụng thêm cái khởi động từ thì nó sẽ rất là bền. Và ngoài ra mình thêm một cái hộp điện này, nó sẽ bảo vệ được hai con này thì bền nó sẽ tăng lên với con. Rồi thì đây là ba cái hộp điện bên em đang bán á. Hiện tại là một cái hộp sử dụng cho rờ le bơm nước á, là cái phao ngắt tự động nè, và một cái hộp điều khiển từ xa một cây số, và một cái hộp điều khiển từ xa một cây số, lắp thêm cái chống giật. Thì em xin báo giá từng loại luôn ha, thì quý bà con mình xem có nhu cầu sử dụng những cái dòng này cứ liên hệ với em ha. Thì cách đây cũng khoảng một tới hơn 1 tuần thì em cũng quay sơ sơ những cái này nè, thì nó test máy á, thì em cũng đăng trên TikTok á, cũng như là YouTube, thì cũng chưa có báo giá, thì một số bà con mình cũng ủng hộ nhiều. Thì bắt đầu em tiến hành nhập số lượng lớn lên thì em sẽ ráp nhiều hơn, thì giá thành nó sẽ giảm được với con nó. Thì hôm nay thì cái giá nó vẫn như là những cái giá mà em đã từng bán cho quý khách hàng, nhưng mà em sẽ hỗ trợ thêm cái phí bao ship luôn ha, là em sẽ bao ship toàn quốc luôn đó. Thì quý bà con mình tham khảo nha. Đó, đầu tiên là cái hộp gờ le nè, thì em sẽ gọi cái tên gọi luôn nha, quý bà con mình nhớ gọi đúng cái tên giúp em để xuất hàng đúng nha. Thứ nhất là cái hộp gờ le bơm nước. Cái hộp gờ le bơm nước này thì giá nó hiện tại là 350.000, 350.000 em sẽ bao ship nha, 350.000. Còn cái hộp điện, cái hộp điều khiển nhỏ, cái này gọi là hộp điều khiển nhỏ, cái này gọi là hộp điều khiển lớn nha. Hộp điều khiển lớn thì có cái CB chống giật nè, hộp điều khiển nhỏ là CB bình thường ha. Đó thì mình gọi đúng tên với em là hộp điều khiển nhỏ là 450.000, và hộp điều khiển lớn là 600.000 với con. Đó, em xin báo giá lại nha. Cái hộp gờ le là 350.000, cái hộp điều khiển nhỏ là 450.000, và cái hộp điều khiển lớn là 600.000. Và tất cả những cái hộp này đều được bao ship á. Đó, quý bà con mình chỉ việc là cung cấp cho em cái thông tin nhận hàng, tên người nhận, anh A, anh B, anh C gì đó, là cái tên gọi thường ngày thôi, hoặc cái tên gì để người ta hỏi mình ok là được, chứ không cần nhất thiết phải là tên theo giấy chứng minh căn cước gì cả. Ví dụ người ấy cho tên là anh Nam thì khi shipper gọi hỏi anh Nam hả, ok tôi là anh Nam thì được, chứ đừng có cho cái tên này tên nọ, shipper hỏi ủa anh Nam hả, không phải, rồi cái người ta sẽ tắt máy, người ta sẽ tưởng là nhầm số, người ta sẽ không giao được cho mình. Chỉ cần cho đúng cái tên hay gọi thôi. Thì số điện thoại mình hay sử dụng là cái số điện thoại mà mình hay mang theo người á, mình sử dụng số nào cũng được, nhưng mà cho cái số mình hay mang theo người để người ta tiện liên hệ với mình. Và cái địa chỉ, thì cái địa chỉ thì quý bà con mình cho cái địa chỉ cụ thể một xíu, ấp, xã, huyện, tỉnh, chỉ cần 4 phần vậy thôi, hoặc là thôn, xã, huyện, tỉnh gì đó, thì người ta sẽ giao hàng cho quý bà con mình nhanh chóng. Còn nếu chi tiết cụ thể hơn, ví dụ như số nhà hay là khu vực hay là cái điểm gì đó, hoặc là gần cầu hay là gần trường học đó, thì người ta sẽ biết cái vùng mình đang ở chỗ nào, người ta sẽ khoanh vùng, người ta sẽ giao nó nhanh nhanh chóng với con đó. Ví dụ như những cái trường hợp mà mình xin cái địa chỉ khách hàng á, chỉ cho cái tỉnh, cái huyện, cái xã hoặc cái thị trấn gì đó, thì bảo tới thị trấn nó thì giao, thì nhiều khi nó sẽ rất là khó, trên hệ thống nó nhập đầy đủ thông tin thì nó sẽ ok hơn với con. Tại vì một cái xã hay là một cái thị trấn thì nó rất là nhiều cái app, rất là nhiều cái nhỏ nữa, thì người ta sẽ không được định hướng được cái khu vực nào để người ta phân hàng theo khu vực đó, người ta sẽ giao cho nó nhanh chóng hơn đó. Khi bà con mình chịu khó cung cấp thông tin thì cung cấp đầy đủ giúp em ạ. Tại vì
Khi mà em hỏi nhiều như vậy, hỏi chi tiết như vậy là chủ yếu là muốn giao hàng giúp cho con mình nhanh chóng thuận lợi thôi, chứ không phải là khó khăn gì. Tại có một số bà con mình cứ như vậy là được rồi, không cần đâu, tôi vẫn đặt hàng hoài như vậy như vậy. Dạ thì như vậy là vẫn ok, nhưng mà mình chi tiết hơn thì nó sẽ nhanh chóng, nó thuận lợi hơn cho mình, là nó cũng không mất mát gì. Chứ giờ mình bỏ ra 3 4 phút mình tranh luận, tôi xưa dần vẫn như vậy mà tôi vẫn giao, thì như vậy nó cũng không có được gì với con. Thay vì mình bỏ thời gian 3 phút 5 phút mình tranh luận cái việc mà như vậy thì chỉ cần nói em ừ ở đó cái áp gì cái gì xong, khỏi cần tranh luận gì cả, rất là đơn giản á, thì hợp tác qua lại, hỗ trợ qua lại cho nó nhanh chóng thuận lợi thôi đó. Rồi thì đó một số chia sẻ về cái việc mà đặt hàng bên Thành Thịnh nhé, không cần cọc với con, chỉ cần cho đầy đủ thông tin nhận hàng là nhận hàng, kiểm tra có thể test trước hàng khi thanh toán luôn nha đó, cái này bà con mình test thoải mái nha. Rồi đối với việc test á, thì cái này bà con mình nè, ví dụ như con này nè, bà con mình test ha, thì đây là điện vào rồi ha, còn đây là điện ra, thì quý bà con mình câu điện vào câu điện ra xong cái relay nè, thì bà con mình sẽ được kéo rồi, kéo cái phao á, nó kéo cái phao là sẽ tự ngắt hoặc tự chạy hết nè đó. Còn đối với những cái con này đó, con này điều khiển từ xa nè, mình cho điện vào nè, điện ra nè, khi mình bật CP lên ha, rồi mình bấm cái remote on là nó sẽ chạy, off nó sẽ tắt đó. Còn riêng cái con này á cũng vậy luôn, mình cũng bật CP lên nè đó, rồi mình cũng gắm điện nguồn vô nè, mình cho ra thiết bị nè, rồi mình cũng bấm remote on, bật off là tắt. Còn nếu mình muốn test cái chống giật này thì mình cần nhấn nút nè, nếu nó nhấn nút nó nhảy là nó ok, còn khi mình cắm nguồn hết mình nhấn nó không nhảy là không ok hết. Hoặc là mình không cần nhấn nút này mà mình lấy cái điện ra nè, mình quẹt xuống đất á, cho nó ẩm ẩm với con thì nó sẽ tự động nhảy ha đó, khi đó là mình test. Rồi thì đây là một ít phút mà chia sẻ về cái bộ sản phẩm mới bên Thành Thịnh á, quý bà con mình có nhu cầu sử dụng cứ liên hệ với em ha. Dạ rồi em xin cảm ơn, em xin chào, chúc tất cả quý bà con mình buổi tối tốt lành ha. Nó thì hiện tại em gấp khá là nhiều nha, đây thì ngày mai tiến hành cho thợ gấp thêm á, thì quý bà con mình có nhu cầu thì cứ liên hệ thôi nhé, số lượng thì vô hạn nha. Rồi em xin cảm ơn. Em test hộp điều khiển với cái CP chống giật Nhật bãi nè, khởi động từ Nhật bãi và một cái remote điều khiển từ xa ha. Motor 3 HP và cái đầu T30 tia sứ của Hyundai ha. MP12 ha. Motor này MP khá là tốt. Mát đấy. Mát đấy. Phá mà, bỏ phá tiếp. Mở. Đây. 11.8 nha. Có khởi động từ để điều khiển mình sẽ bền nữa nè. Gần 12 nha. Rồi.